mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu đèn lông mini bên mình cho các bạn xem nhé. Hàng này thì mình có sẵn hai màu này, màu hồng và màu trắng nhé mọi người. Cái này thì các bạn dùng pin nhé. Đây, dùng pin nhé. Và có công tắc tắt bật ở đây này mọi người này. Có công tắc tắt bật tại đây này. Khi các bạn đặt bật đèn lên nó sẽ như thế này nhá. Đây là màu hồng mọi người ạ. Đây là lông vũ này, tua tua rất chi là đẹp. Các bạn có thể dùng để phòng ngủ này hoặc để chụp hình cũng rất chi là xinh nhá, dùng để trang trí chụp hình sản phẩm rất chi là xinh nhá. Đấy, khi bật lên chế độ đèn nó sẽ như thế này nhá mọi người. Đây lông trắng rất chi là tươi và đẹp này. Thân của nó là nhựa nhá mọi người. Thân của nó là nhựa nhá. Còn đây là lông vũ nhá, kính đèn như thế này nhá mọi người. Đây, hàng này thì mình có sẵn hai màu như thế này thôi. Thì tùy với nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho phù hợp nhá. Thôi mình quay qua giới thiệu sản phẩm một đoạn với thôi nhá. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.